Hello everyone, xin chào tất cả mọi người. Tiếp theo tôi kịp phát ăn best of beta summon. Và theo hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn đây phiên bản Springman nhé. Đây tôi sẽ cho các bạn xem bản Springman này sẽ giống phiên bản Tatsumani nhé. Ở đây. Đây là các plan này. Và sau đó tôi bắt đầu tôi vào trò chơi tôi. Sau đó trước hết tôi sẽ thả Paulo quá trình. Oh.
Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye, see you.